thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 11 năm 2022, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên giải trình về công tác thi án dân sự. Sau phiên giải trình, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành kết luận số 618 với nhiều nội dung quan trọng về công tác thi án dân sự, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành đối với các vụ việc tồn trọng kéo dài. Sau hơn một năm thực hiện kết luận số 618 việc giải quyết các vụ việc tồn động kéo dài trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Trong số 1.040 vụ việc tồn động kéo dài, theo kết luận số 618 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Yên Định có 48 việc có điều kiện thi hành án, tương đương số tiền 8 tỷ đồng, tồn động từ 2 năm trở lên chưa được thi hành. Thực hiện kết luận số 618, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tiếp tục vận động thuyết phục đương sự, đồng thời kiên quyết áp dụng biện pháp kê biên xử lý tài sản trong trường hợp đương sự cố tình chây ỉ, chống đối. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay huyện đã thi hành xong 32 việc, thu được số tiền 6,5 tỷ đồng, đạt 67% về việc và 81% về tiền. Sau khi mà khách hàng ấy cố tình không trả nợ thì quỹ cũng đã uh, có đơn và làm đơn đề nghị ra các cơ quan pháp luật ở trong đó có cơ quan tòa án và thi hành án thì sau khi chúng tôi đưa ra thì cũng được các đơn vị hướng dẫn các cái thủ tục hồ sơ tố tụng và cũng đã giải quyết một cách rất nhanh chóng và kịp thời và cũng đã thu hồi cho quỹ đến nay là về cái tỷ lệ nợ xấu là xuống chỉ còn có 0,22% và còn lại có hơn 300 triệu đồng. Trong số 31 việc với số tiền 289 tỷ đồng phải thi hành án liên quan đến tàu cá 67, có tới 29 việc với số tiền 205 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành án. Đối với hai vụ có điều kiện thi hành án, đến nay cơ quan thi hành án đã hoàn thành giải quyết một việc với số tiền 69 tỷ đồng. Vụ việc còn lại với số tiền 15 tỷ đồng đang trong quá trình giải quyết. Mặc dù số tiền thu hồi không lớn so với số tiền phải thi hành, Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi đạt 24% của Thanh Hóa vẫn là cao so với tỷ lệ 9% của cả nước. Đối với các cái vụ việc liên quan đến tàu 67, trong thời gian vừa qua thì chi nhánh của phối hợp với cơ quan thi hành án đã giải quyết xong 14 vụ việc, số tiền thu hồi cũng trên 40 tỷ đồng. Thì cái số nợ còn lại thì cơ quan thi hành án đã xác minh và đưa vào quyết định là chưa đủ điều kiện thi hành án do đã xử lý hết tài sản và khách hàng không còn khả năng để trả nợ. Sau hơn một năm thực hiện kết luận số 618, các cơ quan thi hành án hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 584 vụ, tương đương số tiền 96 tỷ đồng. Hiện nay, số vụ việc tồn động kéo dài còn phải giải quyết là 462 vụ, tương đương số tiền 196 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai vụ việc liên quan đến công ty Tây Đô và khách sạn Hạc Trắng đã lên đến 149 tỷ đồng, chiếm 3 phần tư số tiền phải thi hành. Đây đều là những vụ việc phức tạp, mặc dù cơ quan thi hành án đã rất nỗ lực cho việc giải quyết tuy nhiên vẫn chưa thể mang lại kết quả như mong muốn. Khu đất của công ty Tây dù đã tổ chức bán đấu giá phiên thứ 17 vẫn chưa có người đăng ký mua, còn khách sạn hạt Trắng vẫn phải chờ các cơ quan chức năng thống nhất việc xác định diện tích trồng lấn và sử dụng việc xây dựng vượt tầng theo quy định. Trong năm 2024, chúng tôi sẽ quyết liệt hơn nữa đối với việc tổ chức thi hành giải quyết vụ việc này, sẽ tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành và tăng cường áp dụng các biện pháp đảm bảo như tạm giữ tài sản, kê biên xử lý tài sản để thu hồi cái số tiền thi hành dứt điểm các vụ việc này. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục giả soát lại các cái vụ việc đang còn tồn động đối với cái thuộc cái diện án 618 này. Đối với những cái vụ việc mà sau khi giả soát lại và có điều kiện thì kiên quyết cưỡng chế áp dụng pháp cưỡng chế đối với những cái vụ việc người về thanh án có điều kiện mà chống đối chây ý kéo dài trốn tránh nghĩa vụ thi hành Đối với những vụ việc mà thuộc diện là đủ căn cứ để 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 đưa vào chưa có điều kiện thi hành án thì chúng tôi kiên quyết chỉ đạo các chi cục thi hành án áp dụng các quy định pháp luật để ra quyết định chưa điều kiện. Với việc thực hiện kết luận số 618 của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, công tác thi hành án tồn động kéo dài đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đối với những vụ việc còn lại, cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Thanh Hóa quyết tâm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt công tác dân vận khéo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc, thu hồi tối đa tiền tài sản về cho nhà nước, tập thể, cá nhân, giúp ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.